rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc. Đừng một lời nào mãi miệng cho nhau, đưa ta đi, đưa ta vào cơn lóc, cho mang mang, cho mang mang đến tột tình sầu. Này trót đi em, từng chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nữa đi em rót đầy ly cạn, xây dùm ta như từ thuở bao giờ. Nên thành tường cũng lu mờ, đêm đứng đó ta ngồi nghe gió trong âm vang vang dậy sóng sóng hồ. Mình ta buồn cho heo hắt tim gan, hết thật rồi sao thôi ta tin tự ta. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này, này uống đi em một giọt sầu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết. Bởi sóng dài đã còn mãi. Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio, chuyên kênh giới thiệu tới các bác những bộ sản phẩm dàn âm thanh mini đến từ thị trường Nhật. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác một bản test của một bộ dàn đến từ thương hiệu Panasonic. Đây là một trong những cái phiên bản Panasonic giá tốt nhất, rẻ nhất để các bác có thể tiếp cận và chơi. Panasonic ngày hôm nay muốn giới thiệu tới các bác là Panasonic SAPM250. Đây là cái phiên bản mini đời mới của hãng, được tích hợp đầy đủ những công nghệ hiện đại cả có và không dây. PM250 thì sẽ đáp ứng cho các bác cái không gian nghe nhạc khoảng từ 20m² trở lại, và bộ dàn này sẽ thực sự phù hợp với những không gian phòng ngủ hoặc đặc biệt là bàn làm việc của các bác. Hàng được sách tay từ thị trường Nhật về và có hình thức là mới nguyên thùng 100%, đầy đủ phụ kiện đi kèm, mức giá là 3 triệu. Em sẽ tặng kèm cho các bác cả đổi nguồn để các bác có thể về nhà chỉ việc cắm vào là nghe luôn, không cần phải thêm bất kỳ một cái phụ kiện gì nữa. Panasonic PMX250 như em đã giới thiệu với các bác thì nó được thiết kế với dạng một đầu máy ampli và một cặp loa Buxell đi theo kèm. Cặp loa Buxell sẽ có cái thiết kế ngôn ngữ là vỏ vân gỗ vernier và cái e-cang là e-cang liền, e-cang lưới liền, chúng ta không gỡ được, và một đầu máy all-in-one receiver. Đây là phía trên của cái bộ 250, hiện tại các bác nhìn thấy đây là cái mồ hôi tay của em, lúc nãy em có kê nó ra thôi chứ nó không phải là bị xước đâu, vì là hàng mới nguyên thùng em vừa bóc xong. Chúng ta sẽ có một cái kích thước chiều cao của loa vào khoảng 20, chiều rộng khoảng 15 và chiều sâu khoảng 12 cm. E căng liền và cái đầu máy ampli sẽ có chiều cao là 12, chiều sâu là 18 và chiều rộng là 16. Các bác có thể nhìn thấy này, trước mặt ampli thì sẽ có đầy đủ những cái nút tùy chỉnh, tùy biến, nách lùi bài, stop play, tăng giảm âm lượng này. Rồi chúng ta có thể tăng giảm bass chép và cái nút pairing Bluetooth. Máy PM250 này sẽ cung cấp cho chúng ta khả năng chơi nhạc từ rất là nhiều đường khác nhau.
Đây là phía sau của con máy của chúng ta, thì phía sau chúng ta chỉ có hệ thống cầu dây loa thôi và một cái đường gắn anten AM với FM. Bộ này thì được sản xuất năm 2017 và cái anten AM FM ở trên bộ này nó bắt được đến cái tần số sóng, đó là tần số 108. Công suất của loa thì các bác có thể tham khảo sau một chút này, trở kháng đánh 6 ohm, công suất hình như là 30W một kênh. Và cái tính năng chơi nhạc của bộ này thì em sẽ liệt kê lại như sau. Và đây là một bộ nguyên thùng xốp mới cứng, vì thế nên là các bác cũng có thể mua làm quà tặng rất là hay. PMX150 sẽ cung cấp cho chúng ta cái khả năng chơi nhạc từ CD này, từ USB. USB thì sẽ đọc cái định dạng nhạc MP3. Ngoài ra thì máy còn được trang bị thêm cái ngõ vào Bluetooth để các bác có thể kết nối không dây với các thiết bị bên ngoài. Đó. Vậy là con máy này đã cung cấp cho chúng ta ba cái khả năng chơi nhạc ở trên bàn làm việc hoặc là phòng ngủ của chúng ta: CD, USB, Bluetooth. Mức giá của thiết bị là 3 triệu tặng kèm đổi nguồn các bác nhé, tặng kèm đổi nguồn 100V và chỉ có một bộ duy nhất cho bác nào quan tâm. Đó, bây giờ em sẽ test thêm một đoạn nhạc khác ca sĩ Trường Vũ để các bác có thể nghe thêm về cái bộ dàn này. Đặc biệt là trước đây có rất là nhiều bác hay hỏi em những cái bộ dàn mini bé mà tặng cho bố mẹ là các bác lớn tuổi ấy. Thì đây bộ này thì các bác cũng không thể bỏ qua. Tại vì là vừa nghe được FM tốt, CD thì với USB cũng như Bluetooth chơi rất là mượt mà. Và đây là hàng mới nguyên thùng, vì thế nên các bác có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm. Trên đường đi về, tình cờ tôi gặp em, người con gái trên lầu cao sau hàng chậu hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ nở, đó rực rỡ khôi hồn, chốn chân tôi đứng lặng câm, lung linh màu mắt, tóc mây vương nắng hà, tôi cứ mãi mê nhìn nàng thèm thùng, bốn mắt nhìn nhau, nàng cười như mơ để hồn tôi ngân ngơ. Không hẹn không hò, ngày nào tôi vẫn đến, đưa mắt ngóng trên lầu cao, mong gặp nàng tiên liềm hồn. Để rồi một hôm có bụi hoa 10 giờ trên cao lao vút vào tôi, nâng niu hồn hoa ép trong trang sách nhỏ, tôi đã biết yêu lần đầu 10 giờ, đã hiểu lòng tôi thầm đặt tên em, tí ngọ là của riêng tôi. Đêm đêm vào lòng niềm nhung nhớ bâng quơ, yêu ai thao thức bao đêm dài, thương tiếc thật nhiều, hẹn với lòng gửi đến người yêu. Thư xanh màu xanh ước hẹn, bao lần muốn gửi nhưng ngại ngùng cứ viết vậy thôi. Xuân qua rồi nắng hạ vàng, tôi về thăm nàng, thăm họ hàng xa vắng ngày qua. Hết một mùa hè, rộn ràng tôi tìm đến người con gái tôi thầm yêu, dẫu rằng chưa nói một lời. Tí ngọ của tôi trên lầu hoa đâu rồi, sao nghe hoang vắng điều hiu, trên ngôi nhà cũ phủ dây leo kín rào, tôi biết kim phương trời nào, 10 giờ đã nói hẹn nhau, 10 giờ ở đâu, tí ngọ giờ ở nơi đâu. Thank you.
bộ Panasonic PMX250 mức giá là 3 triệu tặng kèm đổi nguồn. Bác nào quan tâm có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm là 0966 050 917. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau.